Nắm bắt xu thế phát triển của mạng xã hội, thời gian qua lực lượng công an đã lập các trang fanpage, nhóm Zalo từ tỉnh đến xã, phường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thông qua các trang mạng xã hội, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được lực lượng chức năng kịp thời xử lý, đồng thời tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Để cập nhật tình hình an ninh trật tự ở địa phương, hàng ngày ông Nguyễn Xuân Thu thường truy cập vào các nhóm Zalo an ninh của Công an phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ. Với vai trò trưởng khu dân cư, ông cũng đã cung cấp nhiều thông tin về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Những thắc mắc kiến nghị của ông và bà con nhân dân trong khu cũng được lực lượng công an phường giải đáp nhanh chóng. Từ ngày có Zalo an ninh thì tôi đã thông báo đến chỗ cùng nhóm của công an phường xảy ra những vụ việc trên địa bàn khu dân cư thì Zalo cái công an có thể kịp thời xuống nắm bắt được tình hình ở khu dân cư để giải quyết vụ việc được thuận lợi. Để phục vụ công tác nắm bắt tình hình, Công an phường Thanh Vinh đã lập 3 nhóm Zalo an ninh, một trang fanpage chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022. Hàng ngày qua các trang mạng, cán bộ chiến sĩ công an đã tương tác, hướng dẫn người dân về thủ tục hành chính nên thu hút khá đông lượt theo dõi. Cùng với đó, nhiều tin báo tố giác tội phạm có giá trị của người dân gửi đến giúp lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn xử lý vụ việc. Qua những cái trang nhóm này chúng tôi cũng đã tuyên truyền được cho bà con về những phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội để bà con nhân dân tránh bị lừa đảo qua mạng xã hội. Thì bà con nhân dân cũng đã cung cấp cho lực lượng công an phường chúng tôi những hình ảnh và những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để từ đó thì chúng tôi lại có những giải pháp để phòng ngừa và đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Hiện nay công an thị xã Phú Thọ đã xây dựng duy trì hoạt động của 10 trang fanpage chính thức trên mạng xã hội Facebook, khoảng 600 nhóm Zalo an ninh. Năm qua, lực lượng công an toàn thị xã đăng tải gần 200 lượt tin bài, hình ảnh tuyên truyền về pháp luật, cải cách hành chính, dịch vụ công, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Thông qua các trang mạng xã hội, lực lượng công an đã chủ động, kịp thời giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chúng tôi tiếp nhận cái thông tin phản ánh từ người dân qua cái mạng xã hội này 24/24. Đấy, chúng tôi sẽ kịp thời và lúc nào có lực lượng ứng trực là giải quyết ngay các cái phản ánh các thông tin của người dân cung cấp. Việc khai thác mặt tích cực của mạng xã hội đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực an ninh, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.